Hello, xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục giải các bài tập trong sách giáo khoa của toán lớp 3. Trong video trước thì chúng ta đã giải được các bài tập của trang 25. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang trang 26. Trang 26 là tìm một trong các phân số bằng nhau của một số. Chúng ta giải bài tập số 1. Nội dung của bài tập số 1 như sau. Viết một số thích hợp vào chỗ chấm. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu A, 1/2 của 8 cân là. 1/2 của 8 cân là. Trước tiên để giải cái câu này, chúng ta phải hiểu là 1/2 của 8 cân là. Có nghĩa là 8 cân này được chia làm 2 phần. 8 cân này được chia làm 2 phần. Ta lấy 1 phần thì gọi là 1/2. Vậy 8 cân được chia làm 2 phần, ta lấy 1 phần gọi là 1/2. Vậy 1/2 của 8 cân là bao nhiêu? 8 chia 2 bằng 4. 4 cân. Câu B, 1/4 của 24 lít là bao nhiêu lít? Chúng ta lại hiểu câu này như sau. 24 lít chia làm 4 phần. 24 lít chúng ta chia làm 4 phần. 4 phần là 4 phần bằng nhau 1/4 của 24 lít. Có nghĩa là 24 lít này chia làm 4 phần bằng nhau. Vậy mỗi phần là bao nhiêu lít? Ta lại lấy 24 chia cho 4 bằng mấy nhỉ? Bằng 6. Vậy 1/4 của 24 là 6 lít. Chúng ta hiểu nôm na là 24 lít này được chia làm 4 phần bằng nhau. Ta lấy 1/4 thì 1/4 của 24 chính là 6 lít. Câu C, 1/5 của 35 mét là. Ta hiểu câu này có nghĩa là 35 mét này chia làm 5 phần bằng nhau. Ta lấy 1 phần gọi là 1/5 của 35 mét. Vậy 35 chia 5 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 7. 1/5 của 35 mét là 7 mét. Câu D, 1/6 của 54 phút là. 1/6 của 54 phút nghĩa là gì? Nghĩa là 54 phút này chia làm 6 phần bằng nhau. Ta lấy 1/6. Vậy 54 chia 6 bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 9. 9, 6, 54 mà. 9 phút. Tiếp theo chúng ta sang bài tập số 2. Nội dung của bài tập số 2 như sau. Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán được 1/5 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán được mấy mét vải xanh? Cửa hàng này có 40 mét vải xanh này, 40 mét, và đã bán được 1/5 số mét, 1/5 số vải đó. 40 mét này đã được bán được 1/5, và cửa hàng đã bán mấy mét vải xanh? Thì chúng ta thấy tưởng tượng thế này, chúng ta hiểu thế này. 4 mét này được chia làm bao nhiêu? Được chia làm 5 phần bằng nhau nhé. 5 phần bằng nhau, 1, 2, 3, 4, 5. Được chia làm 5 phần bằng nhau. Và đã bán đi 1 phần. Đã bán đi 1 phần. Tức là 1/5. Hỏi số mét vải xanh đã bán là bao nhiêu? Thì là đã bán đi 1 phần mà. Chia làm 5 phần bán đi 1 phần. Thì có nghĩa là 40 mét này chia làm 5. Bằng 8 mét. Vậy là cửa hàng đó đã bán được 8 mét vải xanh.
bán được 8 mét gạch xanh bài giải như sau. Bài giải số mét bài xanh bán được là 1/5 của 40 mét, có nghĩa là 40 chia 5 bằng 8 mét. Vậy đáp số là đáp số là 8 mét. Chúng ta sang phần luyện tập. Bài 1 của phần luyện tập là câu A là tìm 1/2 của 12 cm của 18 cân của 10 lít. 1/2 của 12 cm là gì? Là bao nhiêu ạ? 1/2 của 12 cm có nghĩa là 12 cm này chia làm 2 phần, ta lấy 1 phần, có nghĩa là 1/2. Vậy 12 chia 2 bằng 6. 1/2 của 12 cm là 6. 1/2 của 18 cân là 18 chia 2 bằng 19. 1/2 của 10 lít là 10 lít này chia làm 2 phần bằng nhau, ta lấy đi 1 phần gọi là 1/2. 1/2 của 10 lít là 10 chia 2 bằng 5 lít. Câu B, 1/6 của 24 mét, 1/6 của 30 giờ, 1/6 của 54 ngày. 1/6 của 24 mét là bao nhiêu? 24 mét này chia làm 6 phần, ta lấy 1 phần thì đó chính là 1/6 của 24 mét. Vậy 24 chia 6 bằng 4. 1/6 của 24 mét là 4 mét. Tương tự 1/6 của 30 giờ là 30 chia 6 bằng 5. 30 giờ chia làm 6 phần, ta lấy 1 phần thì đó chính là 1/6 của 30 giờ. 54 ngày ta chia làm 6 phần và ta lấy đi 1 phần thì đó chính là 1/6 của 54 ngày. Vậy 54 chia 6 bằng 19. Bằng 9 ngày. Chúng ta sang tiếp bài 2. Nội dung của bài 2 như sau. Vân làm được 30 bông hoa bằng giấy và Vân tặng 1/6 bông hoa đó. Hỏi Vân đã tặng 1/6 bông hoa đó cho bạn. Hỏi Vân tặng bao nhiêu bông hoa? Thì Vân làm được tất cả là 30 bông hoa mà tặng đi 1/6, có nghĩa là 30 bông hoa này chia làm 6 phần, Vân lấy 1 phần tặng cho bạn. Thì hỏi Vân tặng bao nhiêu bông hoa? 30 bông hoa mà chia làm 6 phần thì mỗi phần là bao nhiêu? 30 chia 6 bằng 5. Ta có ngay đáp số là Vân đã tặng bạn 5 bông hoa. Và số bông hoa Vân tặng bạn là bao nhiêu? Số bông hoa Vân tặng bạn là 30 bông chia cho 6. bằng 5. 5 gì ạ? Tất nhiên là 5 bông hoa.
đáp số nè, 5 5 bông bông cộng hòa. Chúng ta sang tiếp bài số 3. Nội dung của bài số 3 như sau. Có 28 học sinh đang tập bơi. 1/4 số học sinh đó là học sinh lớp 3A. Hỏi lớp 3 có bao nhiêu học sinh đang tập bơi. Thì bài này thực tế thì nó cũng như bài trên thôi. Nội dung tương tự như vậy. Có 28 học sinh đang tập bơi. 28 học sinh này của một số lớp nào đấy, mà trong đó có lớp 3, mà lớp 3 này chỉ có 1/4 số bạn học sinh, 1/4 trong tổng 28 học sinh thôi. Vậy có bao nhiêu học sinh của lớp 3 đang tập bơi? 1/4 của 28 học sinh này có nghĩa là 28 học sinh này chia làm 4 phần bằng nhau, thì lớp 3 có 1 phần. Vậy 1/4 của 28 là bao nhiêu? Ta lấy 28 chia 4 bằng 7. Thì 7 chính là số học sinh của lớp 3. Bài giải như sau. Số học sinh của lớp 3 là 28 chia 4 chia 4 là 7, tất nhiên là 7 học sinh. Và đáp số là 7. Đáp số là 7 học sinh. Chúng ta tiếp tục sang bài tập số 4. Bài tập số 4 nói gì? Đã tô màu lên 1/5 số ô vuông của hình nào? Ta để ý nha, đã tô màu lên 1/5 số vuông hình nào có vẻ là hơi mờ một tí. Để xem lại cái hình này hơi mờ một tí, rất khó nhìn. Thì thực tế là cách giải bài toán là như sau. Bởi vì tôi đang giảng trên cái ebook sách điện tử, cho nên cái hình nó hơi mờ một tí. Thì là tôi sẽ chỉ ra cái phương pháp giải bài toán này cho các em như sau. Đã tô màu lên 1/5 số ô vuông của hình nào thì chúng ta chỉ cần xem là cái hình đấy chia làm mấy phần. Vậy như hình 1 này chia làm mấy phần ạ? 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần, 6 phần, 7 phần, 8 phần, 9 phần, 10 phần. 10 phần. Thì tất cả 1, 2, 3, 4, 5, tất cả 4 cái hình này đều chia làm 10 phần nhỏ, đúng không ạ? 10 phần nhỏ. Mà chúng ta lại đi tìm tô màu lên 1/5 số ô vuông, 10 phần nhỏ. Vậy chúng ta lại quan sát một lần nữa. Nếu mà 1/5 thì chúng ta phải tìm 5 phần, mà trong đấy nó lại 10 phần, và chúng ta không thể tính 10 phần nhỏ được. Mà chúng ta lại để ý này, chia ra lại 1, 2, 3, 4, 5
cái hình được chia làm 5 phần bằng nhau, nhưng mà mỗi phần phải là bao gồm hai hình nhỏ. Mỗi phần phải bao gồm hai hình nhỏ thì cái hình đấy chúng ta mới hiểu là nó chia làm 5 phần bằng nhau nha. Vậy trong bốn cái hình này, 1, 2 và 4, thì trong cái sách điện tử này nó hơi mờ một tí, thì các em có thể xem trong sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa có cái đáp án của hình nào mà nó được tô bởi hai hình bé thì đó chính là 1/5. Hình như là hình 2 này thì phải này. Bởi vì nếu chúng ta chọn một hình bé thì nó là 1/10 của cái hình lớn. Nhưng mà chúng ta chọn hai hình bé thì nó chính là 1/5 của hình lớn. Vậy chúng ta sẽ tìm hình nào mà được tô hai hình bé thì nó chính là 1/5 của hình lớn. Chúng ta sang tiếp trang 28. Bài số 1. Tính 48 chia 4. Thì muốn chia hai số cho một chữ số thì ta lấy chữ số đầu tiên của số thứ nhất chia cho số thứ hai. Ta lấy 4 chia cho 4 bằng mấy ạ? Bằng 1. 8 chia cho 4 bằng 2. Kết quả là 12. Tương tự 84 chia cho 2 thì ta lại lấy lần lượt từng chữ số của số thứ nhất chia cho số thứ hai. 8 chia 2 bằng 4. 4 chia 2 bằng 2. Kết quả bằng 42. 66 chia cho 6 thì 6 chia 6 bằng 1. 6 chia 6 cũng bằng 1 là 11. Trong phép tính thứ tư này, một số có hai chữ số là 36, chia cho số thứ hai có một chữ số là 3. Nhưng đầu tiên ta lấy số 3 chia cho 3. 3 chia 3 bằng 1. 6 chia 3 bằng 2 và kết quả bằng 12. Chúng ta sang tiếp bài số 2. Bài số 2, nội dung của bài số 2. Câu A, tìm 1/3 của 69 cân, của 36 mét và của 93 lít. Thì về cái nội dung bản chất của cái bài này thì chúng ta đã giải ở trên rồi. Tôi nhắc lại một lần nữa. 1/3 của 69 cân có nghĩa là 69 cân này được chia làm 3 phần bằng nhau. Ta lấy đi 1 phần thì đó chính là 1/3. Vậy 1/3 của 69 cân là 63 60 1/3 của 69 cân là 69 chia 3. Mà 69 chia 3 thì bằng bao nhiêu ạ? Bằng 23. Vậy 1/3 của 36 mét là bao nhiêu ạ? 36 chia cho 3 bằng 12 mét. 1/3 của 93 lít là bao nhiêu ạ? Là 31. Câu B, tìm 1/2 của 24 giờ 48 phút và 44 ngày. Thì 1/2 của 24 giờ tôi có thể giải thích lại một lần nữa là 1/2 của 24 giờ có nghĩa là 24 giờ được chia làm 2 phần bằng nhau. Ta lấy 1/2 thì đó, ta lấy 1 phần thì đó chính là 1/2 của 24 giờ. Vậy 24 giờ chia 2 bằng 12 giờ. 48 phút
1/2 của 48 phút, 48 chia 2 bằng 24, 24 phút. 1/2 của 44 ngày, 44 chia 2 bằng 22. Đây chỉ là cách hướng dẫn giải bài tập trong sách toán lớp 3 để cho các em hiểu. Các em có thể trình bày theo cách hiểu của mình, và chỉ thực sự hiểu thì các em mới ghi vào, chứ không nên chép nguyên kết quả vào mà không hiểu tí gì thì đó là không tốt. Chúng ta làm tiếp bài 3. Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi: mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? 36 quả cam mà biếu 1/3 số quả cam đó, có nghĩa là 36 quả chia làm 3 phần bằng nhau và biếu 1 phần. Vậy 36 chia 3 bằng bao nhiêu? 36 chia 3 bằng 12. Vậy mẹ đã biếu bà 12 quả cam. Số quả cam mẹ biếu bà là bao nhiêu ạ? Số quả cam mẹ biếu bà là 36 chia cho 3. Đáp số là 12 quả cam. Tiếp theo, chúng ta sang phần luyện tập. Đặt tính rồi tính. 48 chia 2. 2. Lấy số thứ nhất là 4 chia 2 bằng 2. 8 chia 2 bằng 4. Kết quả là 48 chia 2 bằng 24. 84 chia cho 4. Số thứ nhất 8 chia 4 bằng 2. Số thứ hai 4 chia 4 bằng 1. Kết quả là 21. 55 chia cho 5. 5 chia 5 bằng 1. 5 chia 5 cũng bằng 1. Kết quả là 11. 96 chia 3. Chín chia ba bằng 3. 6 chia 3 bằng 2. Kết quả là 32. Chúng ta sang câu B. Câu B người ta yêu cầu đặt tính rồi tính theo mẫu. Theo mẫu có nghĩa là thế nào? Thấy 42 chia 6 này, 42 chia 6 bằng 7. Ta nhân lại ngược lại là 7 x 6 bằng 42. 42 trên trừ đi số 42 này bằng 0. Vậy có nghĩa là không còn số nào để chia nữa. Vậy kết quả chia là 7. Tương tự ta làm như sau. 54 chia cho 6
54 chia 6 bằng 9. Ta lại nhân ngược lại, 9 nhân 6 bằng 54. Ta viết xuống hàng thứ hai. Hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị. Ta gạch chân ở dưới để lấy kết quả 54 trừ đi 54 bằng 0. Số 0 này không còn gì để chia nữa. Vậy kết quả chính là bằng 9. Ta có thể hiểu 0 chính là số dư của phép chia 54 chia 6 bằng 9. Đây chính là một cái ví dụ cơ bản để tiền đề cho những cái phép chia phức tạp sau này. Tiếp tục ta lại lấy 48 chia 6. Tám chia sáu bằng bao nhiêu? Bằng 8. Ta lấy nhân ngược lại, 8 nhân 6 bằng 48. Ta viết xuống hàng thứ hai. Hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị. Ta lấy kết quả của phép trừ 48 trừ đi 48 bằng 0. À, 0 chính là số dư của phép chia 48 chia 6. Tiếp tục 35 chia cho 5. Ta lấy 35 chia cho 5 thì bằng 7. Ta nhân ngược lại, 7 nhân 5 bằng 35. Ta lấy 35 trừ 35 bằng 0. 0 chính là số dư của phép chia 35 chia cho 5. Tiếp tục phép chia 27 chia 3. Bằng 9. Ta lấy 9 nhân 3 bằng 27. Ta viết xuống dòng thứ hai. Ta gạch chân để lấy kết quả. Ta lấy 27 trừ đi 27 bằng 0. 0 chính là số dư của phép chia 27 chia 3 và kết quả là 9. Vậy tại sao ta phải viết như thế này? Viết như thế này có thừa không? Thì chúng ta sẽ hiểu ngay trong ví dụ sau đây. Giờ ta không lấy 27 chia 3 nữa mà ta lấy 28 chia cho 3. 28 chia cho 3 thì chúng ta sẽ hiểu ngay. Ta lấy 28 chia cho 3 bằng mấy ạ? Không có số nào nhân với 3 bằng 28 cả. Đối với số nguyên, số tự nhiên, nguyên, dương thì chúng ta cứ hiểu đến bây giờ, chúng ta học đến bây giờ thì chúng ta cứ hiểu là 28 chia cho 3 thì chúng ta không thấy cái số nào nhân với 3 mà nó trực tiếp bằng 28 cả. Chúng ta chỉ có thấy 8 bằng 9 nhân 3 bằng 27, 10 nhân 3 bằng 30. Vậy ta sẽ lấy số 7 nhân với 3. 10 nhân 3 bằng 30 mà số này chỉ là số 28, ta sẽ lấy 7 nhân 3, 7 là bằng 9 nhân 3. 9 nhân 3 bằng 27. Ta viết là hàng thứ hai. Thì ta lấy 28 trừ đi 27 thì đúng là 1 không ạ? Đấy, chúng ta hiểu như thế này. Hiểu đây là phép chia của 28 chia cho 3, kết quả là 9 và dư 1. Đấy. Nhưng cái này chúng ta chưa học. Tôi lấy một ví dụ này để minh họa cho các em hiểu rằng cái biểu thị, cái trình bày của các phép chia như thế này là có ý nghĩa và mục đích của nó cả, là tiền đề để sau này chúng ta học những phép chia phức tạp hơn. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Trong video sau chúng ta sẽ tiếp tục lại cái bài tập của trang số 29. Cảm ơn các em đã theo dõi video. Có điều gì mà thắc mắc không hiểu các em cứ comment bên dưới. Tôi hứa sẽ trả lời các em một cách nhanh nhất, hỗ trợ các em một cách nhanh nhất. Hãy
chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất, và cũng là để ủng hộ tác giả. Chúc các em học tốt.